xin kính chào các thầy cô và các bạn. Em tên là Nguyễn Thị Anh Thư, học sinh lớp 7, trường phổ thông dân tộc nội trú Hoành Bồ. Em rất vui khi được tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc dành cho học sinh lần này. Kính thưa thầy cô và các bạn, em sinh ra và lớn lên ở xã Lồng Lâm, thành phố Hạ Long, một vùng quê còn nhiều khó khăn. Cũng giống như bao bạn trẻ, em ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Nhưng ở một nơi xa xôi, khó khăn như thế, nhiều trẻ em nữ cũng chỉ học hết cấp 2 rồi ở nhà lấy chồng. Em không tin là ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Có lẽ ước mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi. Rồi một hôm, em lên thư viện và tình cờ đọc cuốn sách Cánh buồm đỏ thắm. Trong tác phẩm, hình ảnh một cô bé A Xô, tâm hồn mộng mơ, trái tim đầy ắp tình yêu thương, vẫn luôn thôi thúc mình tiến lên vì cuộc sống phía trước. Tác phẩm Cánh buồm đỏ thắm, người ta thường bắt gặp những mô típ quen thuộc của những câu chuyện tình yêu như trong cổ tích về chàng hoàng tử và làng Lọ Lem, với cuộc sống hạnh phúc về sau và những thông điệp yêu thương mà tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc. Con thuyền với dải lụa đỏ, nơi cô bé đã gặp tình yêu của mình. Cuộc sống của A Xô và cha sẽ chỉ là những mảnh màu tối, những khó khăn khi em phải đối mặt với sự dè bỉu của người dân nơi đây, những hiểu lầm mà họ mang lại cho hai cha con em. Cánh buồm đã nâng giấc mơ và nuôi dưỡng niềm tin của cô bé. Liệu cô bé có phải là kẻ mộng mơ? Câu trả lời sẽ là tùy thuộc vào cách mà chúng ta nhìn cuộc đời này. Chúng ta đôi khi luôn nghi ngờ về những câu chuyện của chính mình, thiếu đi niềm tin vào bản thân, đến độ cho là mình mơ mộng hão huyền. Có chăng tác giả Alexander Grzin đem câu chuyện của chiếc thuyền buồm đỏ thắm để nhắc nhở đến con người hãy thôi buồn rầu và khổ sở, vì biết đâu ngày mai đến, mọi chuyện sẽ lại ổn và ta sẽ có những ngày hạnh phúc ở phía cuối. Một ngày kia, chàng hoàng tử trong mơ của A Xô đã đến, đó là ngờ dây, để rồi tình yêu của họ cũng đi đến hồi kết của hạnh phúc. Chàng đến đón nàng trên một chiếc tàu với cánh buồm đỏ thắm. Câu chuyện kết thúc như trong cổ tích, và những câu chuyện này đem đến cho người đọc niềm tin và tình yêu và cuộc sống. Tuy nhiên, với em thì chỉ tin thôi chưa đủ. Em nghĩ rằng để có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch thì bản thân em phải nỗ lực rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể biến ước mơ thành sự thật. Thật may cho em khi được tuyển xuống học tại trường phổ thông dân tộc nội trú Hoành Bồ. Nơi đây điều kiện học tập khá đầy đủ, các thầy cô thì luôn tận tình nuôi dưỡng chúng em. Có lẽ em đã thuận lợi hơn cô bé A Xô rất nhiều. Em sẽ chăm chỉ học tập để thầy cô và bố mẹ được vui lòng. Em tin rằng những nỗ lực của em rồi sẽ trở thành sự thực. Tuy nhiên, học trên lớp thì chưa đủ mà em cần phải tự học, tự nghiên cứu thì kiến thức mới được mở mang. Những lúc tự học như thế thì thư viện là nơi giúp ích cho em rất nhiều. Nếu được chọn làm đại sứ văn hóa đọc, em sẽ tìm đọc những cuốn sách hay có tại thư viện trường, sau đó giới thiệu cho bạn bè cùng đọc hoặc kể cho các bạn nghe. Dù các bạn thường xuyên đến thư viện tìm đọc sách, tích cực tham gia các hoạt động đọc sách, báo do nhà trường tổ chức như ngày hội đọc sách, cuộc thi kể chuyện theo sách, giới thiệu và trưng bày sách, tham gia các câu lạc bộ đọc sách, vẽ tranh minh họa bìa sách, hay sưu tầm những sách mới, sách hay. Giúp cô thủ thư nhà trường hướng dẫn các bạn tìm đọc sách, giữ gìn bảo quản sách và sắp xếp lại sách ở thư viện. Trang trí làm đẹp thư viện để thu hút các bạn đến đọc sách nhiều hơn. Em mong rằng những việc làm nhỏ bé của mình sẽ góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường và giúp cho các bạn học sinh có thêm niềm đam mê đọc sách để mở mang trí tuệ, bồi dưỡng tâm hồn và trở thành những con người có ích cho xã hội. Phần video giới thiệu về cuốn sách Cánh buồm đỏ thắm của em đến đây là kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.